Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua, lan truyền một video dài 5 phút ghi lại cảnh nữ sinh đấu khẩu với thầy giáo, thậm chí xưng mày tao với thầy trước gần 40 học sinh trong lớp, đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trước sự việc này, thầy giáo trong video đã trải lòng với phóng viên báo Vietnamnet. Thầy giáo này chia sẻ, nghề giáo không lao động nặng nhưng cũng có những lúc nhức đầu, mệt mỏi. Phần thì phải liên tục lên kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt chuyên môn, sổ báo giảng, sổ điểm cá nhân. Phần khác nữa là trong một lớp có hàng chục học sinh, các em có tính cách khác nhau, có học trò tiếp thu nhanh, trò tiếp thu chậm. Vì thế, ông phải cố gắng cân đối nội dung giảng dạy với mong muốn truyền tải tới học sinh một cách dễ hiểu nhất. Ông cũng chia sẻ rằng, sau khi sự việc xảy ra, bản thân đã suy nghĩ rất nhiều. Nguyên nhân xảy ra sự việc, cơ quan chức năng sẽ có kết luận. Tuy nhiên, sự việc đã qua, ông muốn xem đó là bài học cho bản thân và không muốn nhắc tới nữa. Ngoài ra, nữ sinh trên còn bồng bột, vẫn chưa nghĩ ra tác hại lời nói của mình. Vì thế, mong sau sự việc lần này, học trò của mình nhìn nhận lại và có cách cư xử đúng mực hơn. Trước đó, liên quan tới sự việc, hiệu trưởng trung học phổ thông trường xảy ra sự việc là thầy Hà Văn Thọ đã viết tâm thư cho biết hội đồng nhà trường và phụ huynh đang tìm hiểu sự việc, cùng nhau tìm cách giáo dục, uốn nắn để học sinh nhận thấy cái sai, thiếu chuẩn mực mà sửa đổi. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã yêu cầu nhà trường xác minh, từ đó làm rõ trách nhiệm của giáo viên lẫn học sinh trong video. Khi trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa nhìn nhận sự việc vừa qua là điều đáng tiếc, không nên có, nên phải có biện pháp xử lý phù hợp chứ không trù dập nữ sinh. Đồng thời, ngành giáo dục Khánh Hòa mong muốn dư luận chia sẻ để nữ sinh này có cơ hội nhìn nhận cái sai, cái chưa đúng mà khắc phục và tiếp tục tới trường.